trộm cắp và cướp đồ trên các chuyến tàu chở hàng tại Los Angeles đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Hàng chục nghìn kiện hàng bị những tên trộm vứt la liệt dọc đường ray xe lửa. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các chính sách và luật pháp của Đảng Dân Chủ dung túng cho những kẻ trộm cướp. Kính thưa quý vị, những ngày qua, hàng trăm tàu hàng ở Los Angeles bất ngờ trở thành mục tiêu cướp phá. Hàng nghìn gói hàng được vận chuyển bởi Amazon và UPS đã bị cướp tại phía đông thành phố Los Angeles thuộc bang California. Hàng nghìn hộp bưu phẩm đã mở tung, bị trộm đồ đắt tiền bên trong rồi bị bọn cướp vứt la liệt khắp nơi, phủ kín cả đường ray xe lửa. Nhân viên đường sắt cho biết mớ hỗn độn này là do bọn trộm gây ra. Bọn trộm nhảy lên tàu, chúng chẳng quan tâm tàu dừng hay chạy, ngang nhiên rủ nhau nhảy lên tàu, phá khóa rồi thấy gì lấy đó. Những món đồ bị lấy đi bao gồm rất nhiều loại sản phẩm, trong số đó có cả những loại dược phẩm rất đắt tiền. Bọn trộm hoạt động như trốn không người và chỉ lấy đi những thứ có giá trị. Những thứ rẻ tiền còn lại thì chúng xem là rác và vứt bừa bãi ngay trên các đường tàu gần sân ga. Những hình ảnh và video về tình trạng trộm đồ trên tàu được chia sẻ trên mạng xã hội đang lan tỏa rất nhanh. Phóng viên của đài CBS đã tới hiện trường và phát hiện rằng ít nhất 1/5 số container bị bẻ khóa và đột nhập. Rất nhiều những gói hàng từ UPS và Amazon nằm rải rác trên các đường ray. Trước tình trạng trên, công ty UPS, một trong những công ty đường sắt lớn nhất nước Mỹ, cho biết họ đang nghĩ đến phương án tạm ngừng hoạt động ở Los Angeles sau khi số hàng bị trộm tăng đột biến. Công ty cho rằng nguyên nhân căn bản là do những tên tội phạm hầu như không bị truy tố. Đại diện UPS nói hầu như đa số không chịu sự trừng phạt nào, được trả tự do để hành nghề tiếp. Khoản tiền phạt cho những vụ thuộc loại lớn cũng quá bèo bọt. Trước đó, trong bức thư gửi tới công tố viên thành phố Los Angeles, UPS nhấn mạnh những tên trộm cướp đồ sau khi bị bắt sẽ được công tố hạ từ ăn cắp có tổ chức xuống ăn trộm vặt và ký lệnh thả khỏi nơi giam giữ trong vòng 24 giờ. Có tên phải nộp phạt nhưng chỉ một khoản tiền cho có lệ. Thậm chí có những tên được tha khi chưa ra trình diện. Có tên còn khoe với cảnh sát đường sắt là chúng sẽ không bao giờ hề hấn gì. Chính vì vậy, bọn trộm đã hoạt động thành thói quen. Chúng đợi cho đến khi đoàn tàu dài chở hàng ngưng di chuyển, rồi trèo lên các container, dùng kìm cộng lực phá khóa. Sau đó, chúng lấy những gì nhỏ gọn và đắt tiền, bỏ lại những thứ cồng kềnh hay rẻ tiền như đồ nội thất, thuốc men. UPS cho biết số vụ trộm cắp ở Los Angeles đã tăng 160% kể từ tháng 12/2020. Riêng trong tháng 11/2021, mức tăng là 356% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu của phía đường sắt, trung bình mỗi ngày có hơn 90 container bị phá hoại tại Los Angeles. Hiện tại, công ty đường sắt chi nhánh Los Angeles đã phải tăng cường các biện pháp giám sát, gồm cả máy bay không người lái và các hệ thống phát hiện khác, đồng thời tuyển dụng thêm nhân viên an ninh cho các đoàn tàu. Phía công ty đường sắt ước tính tổng thiệt hại do trộm trong năm 2021 là khoảng 5 triệu đô, chưa kể tiền bồi thường do khiếu nại và tổn thất không thể tính bằng tiền đối với khách hàng, uy tín của công ty và toàn bộ chuỗi cung ứng tại Los Angeles. Quý vị nghĩ sao về tình hình nước Mỹ hiện nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.